Đang xin chào ạ. Sau này đang xin giới thiệu các bạn máy Zomoxi KM60 màu vàng. Thiết kế cũng hơi khác các bạn trước. Tay nắm kiểu khác. Nhìn tay nắm cầm rất thích ôm tay. Kim loại các bạn. Cái này 10 cộng 1 vòng bi các bạn. Tỷ lệ truyền là 5.2:1. 10 cộng 1 vòng bi này. Nó dòng hai size KM50 và KM60. Đây là điều chỉnh tốc độ ra của lúc sạc cực nhanh. Sạc. Vậy sạc. Nó đang ở chế độ sạc này, bạn chỉnh. Vừa gối nông vừa chế độ bay tuner ngoài câu săn hàng. Ok, giá bình dân rất đẹp. Đang giới thiệu các bạn máy KM60, thiết kế rất đẹp. Đó, lô này bằng kim loại. Trong lô này. Cân trọng lượng các bạn xem. Lô khá nặng. 500 g. Dao động 2 g. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn máy KM60 của hãng Zomoxi sản xuất. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hãng Zomoxi.